Lĩnh vực của Đường Phu Lân khống chế kỳ diệu vô cùng, chẳng qua là tác dụng trên người mỗi một người vạn yêu phương, mà Diệp Tinh Lan nhớ trước cũng không có bị ảnh hưởng. Dưới lại tình huống này, kết quả là có thể tưởng tượng được. Mà cũng ngay tại lúc này, trên chiến trường đã xuất hiện biến hóa. Công kích của vạn yêu vương đấy cũng chỉ có một mình Diệp Tinh Lan, mà những người khác cũng ngay tại đầu chuyển tinh di lĩnh vực thì triển ra một đoạn thời gian, toàn bộ triển khai công kích. Đấu chuyển tinh di không chỉ là có thể dịch chuyển năng lượng, còn có thể chuyển di vật thể, ví dụ như chuyển di người. Nhạc Chính Vũ cơ hồ là lập tức liền xuất hiện ra ở phía sau Hùng Quân phương hướng ở giữa không trung, sau lưng bốn cánh mở ra, thần thánh thiên sứ hào quang nở rộ, võ hồn chân thần phát động, một đạo thẩm phán chi quang tại võ hồn chân thần thần thánh thiên sứ biên độ tăng trưởng phía dưới. Lập tức liền chiếu soi tại trên thân của Hùng Quân, ngay sau đó, thanh kiếm chém ra, thần thánh xí hỏa phòng thần kiếm, hồn kỹ thứ 8. Này liên tiếp hồn kỹ vận dụng ra uyển như nước chảy mây trôi, không có lửa điểm rũ lái. Nhà chính vũ liền trực tiếp đem chính mình lực công kích thì triển ra đã đến cực hạn. Cho dù là Hùng Quân bực này phòng ngự lực lượng cường đại nhất đỉnh cấp hùng thú, bị hắn thẩm phán chi quang này ngay tiếp theo xí hỏa phòng thần kiếm bổ trúng, cũng là toàn thân hóa thân thành một mảnh kim hồng sắc hỏa cầu, bị đánh bay mà ra. Mà hắn bay ra ngoài phương hướng, đã có một người chờ ở nơi đó, đồng dạng là tại tác dụng của đấu chuyển tinh di phía dưới. Nàng ta chuyển rời qua đồng thời, thân hình đã biến đến vô cùng cực lớn, được kim long cuồng bạo lĩnh vực biên độ tăng trưởng phóng thích ra tự thân cuồng dã, hai đấm sâu như cựu trì màu sắc lập tức huyễn hóa ra nghìn vạn đạo huyền ánh. Hồn kỹ thứ 7, thái thản thần phận thật sự, hồn kỹ thứ 8, xoáy mây, thái thản oanh thiên quyến. Hồn kỹ thứ 8 chính là nguyên thần xạ quý dung hợp xạ địa lòng bí đỏ về sau lấy được hồn kỹ. Nàng hồn kỹ thứ 8 đem sức mạnh của bản thân vân qua thuần quyền áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, cái kia nghìn vạn đạo quyền ánh. Mỗi một đạo đều hiện ra hình xoắn ốc ánh xa, đưa nàng sức mạnh của bản thân, hồn lực cùng với địa lòng bí đỏ ban đầu cho cứng rắn cùng với chậm ngừng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Ấm, vô số lỗ vàng từ trên thân của Hùng Quân lỗ vàng. Lúc này hắn mặc dù nhiều trước đã từ tinh quang thổi sán chiếu dọa xuống hồi phục lại, nhưng thái thản lấy oanh thiên quyền oanh kích ra trên người của hắn sinh ra khủng bố toàn quyền chi lực lượng phản phất ra, muốn chính là thân thể của hắn xé nát ra một dáng, lại lên vào trong ngắn ngủi cứng ngắc. Cùng với lúc đó, hai bóng người hầu như là đồng thời ra hiện tại hắn đỉnh đầu, một cái phía trước, một cái ở phía sau, một đạo dường như phá vỡ thời gian hư ảo quang ảnh vạch về phía cổ họng của nó, mà một đạo thân ảnh khác, mỗi một mập mạp bàn tay lớn, mang theo tràn ngập hủy diệt khí tức màu tím đen, đồng thời chui về phía sau ót của nó. Cực hạn cấp độ thì như thế nào? Liên thủ tuyệt sắc. Mấy ngày nay tới giờ, Sư Lê Khang thất quái vẫn luôn luôn tại tập hợp ra tu luyện. Tu vi sau khi tăng lên trên phối hợp, so với trước kia càng thêm mật thiết, bọn hắn tất cả hợp luyện ra châm đối tướng, đều là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả. Thân là Sư Lê Khang thất quái, bọn hắn đều đầu vai trò có trách nhiệm nặng nề. Bọn hắn muốn đảm đương ra xây dựng lại Sư Lê Khang cánh nắng. Quang ám đấu la đã dần dần già thay, thánh linh đấu la không giỏi chiến đấu. Thân là thế hệ trẻ tuổi Sư Lê Khang thất quái, bọn hắn lúc này không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bọn hắn trải qua gặp gỡ trắc trở, tại áp chế trung hòa đi về phía trước, bọn hắn đã nhận lấy vô số thống khổ, nhưng lại như trước chưa bao giờ nhụt chí. Mỗi người bọn họ đều tại nhanh chóng trưởng thành. Ở trong nháy mắt này, bọn hắn tất cả tích lũy hoàn toàn toàn diện bộc phát, mà xem như Sư Lê Khang thất quái đứng đầu. Đường Phụ Lân mặc dù không có tham dự vây công Hùng Quân, nhưng hắn thủy chung đều tại cùng bạn bè bên người. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời xa Đế Thiên Tà Hữu, chân trái sải bước ra, trên người đấu khả đột nhiên chụm lên trên tầng một đỏ như máu, hai con ngươi đồng thời trở lên đỏ như máu, tràn ngập điên cuồng mùi vị ý niệm cường đại bắn mà ra, đúng là hướng thú thần Đế Thiên chủ động phát khởi trùng kích. Thấy một màn như vậy, Đế Thiên ở trong mắt xuất hiện ra chốc lát hoảng hốt. Đã bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu năm đi qua, hắn đã quá lâu chưa bao giờ gặp có cam đảm chủ động hướng tự chọn hắn đối thủ. Giống như hắn lại thấy được lúc trước cái thân ảnh kia, người trẻ tuổi kia, lắm trong tay lục đại hồn linh vây công mình, đã từng là chính mình đã cỡ nào phấn lỗ, thân là hồn thú, chúng như trương cảm nguyện vì nhân loại sử dụng. Thế nhưng mà sự thực chứng minh, bọn hắn nhiều trương đối với, cuối cùng bọn hắn đều đi theo người đó thăng lên thần giới, đã lấy đường suốt đời, mà sớm đã đứng ở cái thế giới này tột cùng của chính mình, nhưng thủy chúng còn lưu lại cái thế giới phí thở săn lấy tuế nguyệt.
Hoảng hốt chỉ có ở trong nháy mắt hiện lên trên. Sau một khắc này, hắn liền cảm nhận được đến từ chính tiền huyết kim long lĩnh vực điên cuồng ý liếm. Cho dù là dùng tu vi của đế thiên, ở trong nháy mắt này nhiều trước là có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân huyết mạch dùng dày ra một cái. Cảm giác có gan sợ hãi giống như sùng bái. Sau đó hắn liền thấy xa xa người thanh niên kia đột nhiên tung nhảy lên trên giữa không trung, lúc trước ngăn trở hùng quân người nó, đồng thời nhún người nhảy lên trên, hóa thân thành một đạo thanh đào khổng lồ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sắc mặt của đế thiên rốt cuộc phát sinh sự biến hóa, bởi vì hắn nhận ra cây đào kia, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước địa ngục ma long vương tử cờ sẽ như thế nào hoảng sợ lùi về sau. Đối mặt với chuông pháp đào này, hắn lại làm sao không sợ hãi. Long tộc pháp đào, long tộc thẩm lý và phán quyết chi nhân, long thần chi cảm giác mài thánh, chính thức thuộc về long tộc thần khí, chấn tổng thần khí. Cái kia bành phái mang đào, để cho đế thiên dường như thấy được chính mình ở trong vạn long nhìn chăm chú phía dưới, bị đưa lên trên pháp trường. Dường như lại thấy đường cái kia vô cùng uy nghiêm, toàn thân đều lóe ra chín thải quang mang choáng váng cường đại thân ảnh uy nghiêm, nhìn chăm chú trên chính mình, tuyên án lấy tội của chính mình. Cự đại lăng không đào mang như ngục, lực lượng của Kim Long Vương vốn đã hủy diệt, hơn nữa long tộc pháp đạo biên độ tăng trưởng. Một cái chớp mắt này, lực lượng của Đường Phụ Lân liền đã có chính thức uy hiếp tới cực hạn đấu là tiêu chuẩn. Huống chi đối diện với hắn thú thần đế thiên, đúng vẫn là còn long tộc. Kế hoạch của Đường Phụ Lân rất đơn giản, ngạt bỏ cánh chim vây công đế thiên, vốn là dọa lùi tử cơ, lại để cho phía sau tạm thời lùi ra, sau đó lại phụ trợ Diệp Tinh Lan tạm thời ngăn lại được vạn yêu vương, cho các đồng bạn khác sáng tạo ra cơ hội, sáng tạo ra một cái vây công cơ hội của Hùng Quân. Hùng Quân cuồng mãnh, một khi để cho hắn hoàn toàn phát huy ra được, kể cả Đường Phụ Lân ở bên trong, bọn hắn bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Nhưng nếu như có thể trước tiên đem Hùng Quân đánh tan, như vậy bọn hắn sống sót cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Đường Phụ Lân đương nhiên minh bạch, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của thú thần đế thiên, nhưng có một điểm hắn vô cùng rõ sáng. Cái kia chính là thú thần đế thiên cũng là long tộc, cũng sẽ nhận ra chính mình Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng đã bị long tộc pháp đạo ước chế, cho nên mới đã có một kích này, đã có một chạm này, hắn phải lấy ra tự thân chi lực kiềm chế thú thần, lại để cho cùng với bạn bè dành cho Hùng Quân trọng thương. Sâu kín thở dài, Đường Phụ Lân ở bên tai vang lên trên lần nữa âm thanh của đế thiên. Trí tuệ của nhân loại luôn kính phục giả bội phấn, đáng tiếc chúng ta hồn thú cũng đã bởi vì thiếu trí tuệ mà có thể bị các người nguyên bản nhỏ yếu như vậy chủng tộc chèn ép ra gần như tuyệt vọng. Thế nhưng mà ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, người vẫn chưa rõ sao. Keng một tiếng soạn minh âm thanh ở bên trong, Đường Phụ Lân hoảng sợ chứng kiến, đế thiên ngẩng đầu, ngón tay bắn ra đánh vào trong long tập pháp đào phía trên. Trong khoảng khắc đó, tất cả đào màng rõ ràng cứ như vậy mà tán loạn, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng làm cho Đường Phụ Lân ngày tiếp theo ở trong long tập pháp đào đồng thời rung mạnh. Giống như là bị cự chỉ oanh kích ra một dạng ở trong chốc lát ngũ tạng như lửa đốt. Ở trong cơ thể long hạch, hồn hạch cũng thì bộc phát. Dường như Đường Phụ Lân nhiều trước lại bị cái kia nhìn nhường nhẹ nhàng một cái chỉ đạn sang kích bày ra ngoài. Cùng lúc đó, lâm vào trong nguy cục Hùng Quân chung quanh thân thể không khí dường như đột nhiên động lại, rít lên trên một tiếng đồng thời tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên trên. Ngao một tiếng, hào quang màu vàng sậm giống như giếng phun bình thường từ trong Hùng Quân ở trong cơ thể bộc phát ra. Ám kim sắc quang khổng lồ ảnh bốc lên trên bành phái, cái kia đồng dạng là ám kim khổng trả hùng bộ dáng quang ảnh trường cao 100 mét. Tại lão bộc phát ra đồng thời, lập tức liền đem chung quanh từ trong Tử Lạp Chí, Ta Xài, Nhạc Chính Vũ, Nguyên Đơn Xã Húy bốn người đánh bay xa. Hống, 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 kinh khủng tiếng gầm gừ từ trong Hùng Quân ở trong miệng bộc phát, thân thể của nó cũng trọng phút trông cũng quang ảnh kia trùng hợp, biến thành thân cao 100 mét ra ngoài khổng lồ ám kim khủng trào hống. Một đôi chiều dài chừng 50 mét trở lên trên ám kim sắc móng vuốt sắc bén như thiểm điện huy động. Mọi người chỉ là đến kịp thời dốc sức ra liều mạng ngăn cản, nhưng không khỏi bị đánh cho bay ra bên ngoài. Đúng vậy, thực lực, cái này là trên thực tế chênh lệch, thuần túy thực lực cũng không phải tầm tự đấu khải có khả năng bù đắp, đây mới thật sự là hoàn toàn bản thân của Hùng Quân, cực hạn đấu là tầng thứ Hùng Quân, có thể xé sách ra cỡ lòng Hùng Quân. Tuyệt vọng, mọi người ở trong đầu lập tức đều hiện ra đồng dạng ý niệm trong đầu, mà cũng ngay tại lúc này, đó vốn là mạng thiên tinh quang, mỗi một ngôi sao đều tại lúc này biến thành ánh sáng ra bộ dáng, con mắt màu vàng ở trong không ngừng chập chờn. Hứa Tiểu Ngôn kêu thảm một tiếng, lập tức thất khiếu chảy máu, võ hồn cắn trả. Tứ đại hùng thú, số cuồng chân chính lộ ra ngay cả cái nanh của bọn hắn.
thú thần hùng quân vạn yêu vương, ba đại cường giả, đại biểu đủ cho hồn thú thế giới cùng với sức mạnh mạnh nhất, rốt cuộc cho thấy cực hạn khủng bố. Không có chủ kích, vạn yêu vương trên khóe miệng trào vẻ chiêu thức, hùng quân cao 100 mét thân hình khổng lồ mắt nhìn xuống mặt đất, khóe miệng chỉ có xem thường, lúc trước tất cả công kích rơi trên người của hắn, căn bản không có đối với hắn tạo thành thực lực thực chất tính tổn thương, nhiều lắm là cùng vẫy coi như là có một chút đau đầu đau nhức, luận phòng ngự, đế thiên cũng so với hắn có vẻ không bằng, lúc trước nếu như không phải là trọng lì tựa xạ tuyến cái loại này tựa ở trong ra ngoài công kích hù đến hắn, hắn lại làm sao có thể không thu thập được ban đầu thất quái cơ chứ. Tử cơ từ trong đằng xa đi trở về, sắc mặt rõ ràng có một chút khó coi, hung quang thiểm thước, rít gào trầm thấp âm thanh tại trong nàng chung quanh thân thể quang quấn. Sau lưng, như ẩn như hiện tử sang sắc cự long quang ảnh xoay quanh. Tuy rằng đã sớm dự đoán ra đường đối thủ rất mạnh, nhưng đường phụ lần như trước là không nghĩ tới, đối thủ sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Hồn thú thực sự không có đấu khái, nhưng chúng nó là có bị ra một ít thiên phú năng lực như trước là loài người không có. Chân thân của chúng chỉ là có đường thiềm cường đại nhất mạch huyết mạch trì lực. Cuối cùng tại viễn cổ thời đại, chúng mới vừa rồi là cái mảnh này chủ nhân của đại lục. Hắn giúp quần có một chút hiểu, vì cái gì truyền linh tháp từ đầu đến cuối không có chuyện đẻ đem lời này hủy diệt.